Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ những ngày này đang bước vào cao điểm nắng nóng kéo dài lâu nhất từ đầu năm đến nay, nhiệt độ duy trì ở mức từ 35 đến 38 độ C. Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, các chuyên gia thời tiết cảnh báo nền nhiệt nắng nóng sẽ tác động rất nhiều đến sức khỏe và làm gia tăng các ca đột quỵ sốc nhiệt. Theo đó, nắng nóng là yếu tố thuận lợi khiến những người có các yếu tố nguy cơ bị đột quỵ não như là tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, các bệnh lý mạch máu, loạn nhịp tim, bệnh van tim, bệnh lý chuyển quá, béo phì, hút thuốc lá, làm dụng rượu bia có thể bị đột quỵ để ngừa sốc nhiệt và đột quỵ nhiệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên hạn chế ra ngoài khi trời đang nắng nóng. Nếu buộc phải ra ngoài thì phải mặc quần áo dài thấm hút mồ hôi tốt, kèm theo áo chống nắng chống tia UV đều kính râm. Người quản lý lao động cần phải sắp xếp luân phiên để không ai phải làm việc quá lâu trong môi trường nắng nóng. Những người đã từng bị sốc nhiệt cần phải luôn mang theo một lọ muối hoặc đường để pha nước uống khi có dấu hiệu bị thiếu nước, bị sốc nhiệt.